Cùng với thuốc điều trị COVID-19, các loại thuốc được quảng cáo là có tác dụng điều trị hậu COVID-19 đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Trên thực tế, không khó để tìm mua các loại thực phẩm chức năng được quảng cáo như thuốc chữa bệnh hậu COVID-19. Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm thuốc bổ phổi trên Internet hay các trang mạng xã hội, người tiêu dùng có thể tìm được hàng chục loại thực phẩm chức năng được quảng cáo có công dụng bổ phổi, phục hồi hậu COVID-19 có nguồn gốc từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức. Tuy nhiên, điểm chung của các loại thuốc điều trị hậu COVID-19 được rao bán trên mạng đó là trên bao bì các sản phẩm đều in chữ do nước ngoài sản xuất, không có tem nhãn phụ tiếng Việt và chưa được kiểm duyệt của Bộ Y tế. Hiện các loại thuốc đang được bán với giá dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng. Số lượng người mà khỏi bệnh COVID giai đoạn cấp càng lớn thì những người có khả năng, tôi xin nói lại là có khả năng chứ không phải tất cả những người bệnh sau COVID giai đoạn cấp đều trở thành những người bệnh hậu COVID-19 hết, thì biểu hiện rất là đa dạng. Tổn thương rất là nhiều cái hệ cơ quan khác nhau, và mỗi một cái cơ thể người bệnh thì có những cái bệnh nền, có những cái điều kiện về sinh hoạt rồi độ tuổi lứa tuổi lại khác nhau, triệu chứng nó lại khác nhau hoàn toàn. Do vậy cái việc mà truyền tay nhau những cái bài thuốc gọi là cái kinh nghiệm hoặc là truyền tay những cái này hay lắm rồi anh mua để uống bổ phổi bổ gan vân vân thì nó sẽ là rất nguy hiểm cho sức khỏe. Không chỉ các loại thuốc được gắn mác hàng sách tay, trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ những bài thuốc sử dụng các loại thảo dược có thể hỗ trợ các di chứng hậu COVID-19. Trong số đó, đáng chú ý là bài thuốc lá mơ kết hợp mật ong dừa xiêm có tác dụng phục hồi tăng cường sức đề kháng cho phổi hậu COVID-19. Đối với trường hợp mà hậu COVID-19 thì một trong những cái triệu chứng mà thường gặp ở người bệnh đó là cái tình trạng ho, rồi kể cả khó thở, rồi hụt hơi vân vân, tức là biểu hiện ở đường hô hấp. Đối với cái lá mơ long này thì có thể sử dụng được trong những cái trường hợp mà bệnh nhân ho, mà ho do trào ngược dạ dày thực quản, thì chính cái tác dụng trên cái tỳ vị hay là tác dụng trên cái dạ dày nó làm giảm được cái tình trạng mà trào ngược thì nó sẽ làm góp phần là giảm ho. Tuy nhiên những cái trường hợp mà ho hậu COVID do những cái nguyên nhân khác, ví dụ như là ho do cái tình trạng là tăng cái mẫn cảm của đường hô hấp hoặc là tổn thương niêm mạc của đường hô hấp, thì với những cái tính tác dụng ở trong y học cổ truyền lẫn y học hiện đại thì lá mơ long sẽ không có cái hiệu quả. Theo các bác sĩ, tính đến thời điểm hiện tại trong đông y chưa có bài thuốc nào điều trị chung cho tất cả các hội chứng hậu COVID-19. Tình trạng hậu COVID-19 phần lớn là do suy nhược cơ thể, mỗi người một thể trạng sẽ có bài thuốc tương ứng khác nhau. Lý do thứ nhất là chúng ta không kiểm soát được cái chất lượng của cái nguồn thuốc. Cái thứ hai nữa là cái việc mà sử dụng thuốc mà nó kéo dài, nó không phù hợp với cơ địa. Do vậy cần phải có cái thăm khám ra cái đặc điểm của cái cơ thể, rồi thứ là đặc điểm về thể chất này, đó rồi đặc điểm của bệnh lý, rồi tổn thương cái đó đâu. Mặc dù là ho, nhưng mà cái ho hậu COVID có thể là từ đường tiêu hóa, có thể là từ phổi, có thể là từ vùng hầu họng, hoặc là do cái nguyên nhân tâm lý. Thì đối với mỗi cái nguyên nhân như vậy thì phải có những cái bài thuốc, kể cả đó là y học cổ truyền hay là những cái phối hợp công thức thuốc của y học hiện đại, cũng phải tác dụng vào đúng cái nguyên nhân thì từ đó mới có thể là kiểm soát và điều trị bệnh được. Quan tâm đến sức khỏe bản thân, nhất là sau khi khỏi COVID-19 là việc mỗi người nên làm. Tuy nhiên, thay vì lo lắng tìm mua các loại thuốc được quảng cáo là có khả năng hỗ trợ điều trị hậu COVID-19 nhưng chưa có cơ sở khoa học, người dân nên chủ động thăm khám tại các cơ sở y tế để có sự tư vấn phù hợp đúng chuyên môn.